Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận chung kết đỉnh cao của kỳ đàn Trung Hoa đánh trong giải cờ tướng Bích Quý Viên Bôi năm 2020. Giải đấu quy tụ những tay cờ đẳng cấp kỳ vương Trung Quốc, kính mời các bạn đón xem. Đây là ván đấu cờ nhanh quyết định giữa đôi vị cao thủ khi mà trước đó trong hai ván cờ chung kết lượt đi và chung kết lượt về đều có tỷ số hòa. Ván cờ đây sẽ là ván cờ mà thường xuyên anh sẽ cầm bên đỏ đi tiên và người cầm bên đen là danh thủ số 1 của cờ tướng Trung Quốc, chiến thần Vương Nhất. Kính mời các bạn cùng đón xem.吃。 吃。 吃。
吃。吃。吃。Thank you.
吃 吃 吃 将军 吃 吃
吃。吃。将军。将军。将军。Tiếp theo sau phấn cờ cho Bình Tuất qua để khóa chặt trung lộ đến từ bên tiên của danh thủ Tường Xuyên thì bên đen của Vương đã phải đẩy bàn và buông cờ xin thua. Như vậy là chiến thắng trên đã giúp cho Tường Xuyên đăng quang ngôi vị quán quân của giải cờ tướng Big Korean Boy năm 2020, một mùa giải bánh thi đấu rất hay và ấn tượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.